Dâu dâu dâu, bà có sâu. Chào mừng năm sau anh em đã quay trở lại cùng với YouTuber Đơ Mơ Gaming trong tựa game Meta Saloon của VNG. À, như đã chia sẻ với anh em ở clip trước thì anh em biết rồi, ngày hôm nay thì có cái cầu nguyện đèn thần với thức tỉnh vũ khí S, đúng không anh em? Với thức tỉnh vũ khí S huyền thoại. Và như mình đã nói với các bạn là nó sẽ đâu tiêu tốn đâu đó của các bạn tầm khoảng 15 đến 17.000. 15 đến 17.000 ruby. Nó tương ứng với tầm khoảng 6 đến 7 triệu gì đó anh em. Thì bây giờ có clip ở đây. Cho anh em xem clip quay khẩu thức tỉnh khẩu súng ngắn, khẩu gì nhở? Khẩu Holer, kỵ sĩ thiên khởi nha anh em nhá. Thì khẩu này anh em biết rồi đấy, đúng không? Đây, khẩu Holer này khi mà thức tỉnh lên anh em biết là nó sẽ có thêm mỗi 2 lần bắn kỵ sĩ thiên khởi sẽ triệu hồi thần phạt gây sát thương phạm vi 198% tấn công. Kẻ địch bị tiếp xúc với thần phạt sẽ bị bệnh tật quấy rối. Bệnh tật là mục tiêu giảm tốc 10%, 10 giây gây sát thương bằng 20% tấn công. Thần phạt mỗi 15 giây sẽ kích hoạt một lần. Đây là cái thần phạt, hiệu ứng thần phạt anh em nhé, hai phát bắn này đó, có thần phạt quanh người đấy. Đây, đó chính là hiệu ứng thần phạt, anh em thể nhìn thấy con Marco vừa gọi Marco Rossi vừa có hiệu ứng thần phạt. Đây, hiệu ứng thần phạt đây anh em, xoay xoay quanh người cái một hai phát bắn, từ hai phát bắn lên hiệu ứng thần phạt anh em, đó đó là hiệu ứng thần phạt anh em nhé. Đó, bây giờ thì đây sẽ là clip quay đến từ viên lớp su gửi cho mình. Anh em thể xem hiệu ứng clip, một clip quay gì nhỉ, quay khẩu Holer kỵ sĩ thần phạt nè. Anh em thể nhìn thấy lúc đầu là đang có 21.032 su gì nhỉ, 21.032 ruby ở đây nha anh em nhé. Đây, chúng ta cùng xem quay Holer và cầu nguyện xem tổng hết bao nhiêu anh em nhé. Quên mất mình chưa bật tiếng à. À, cho tổng anh em xem nhé, xem phát bạo kích nào hay không. Không có phát bạo kích đầu tiên, nhận được 10 mảnh của Eva. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phát thứ hai, chúng ta sẽ nhìn thấy có một phát bạo kích may mắn, nhận được hai mảnh Lina và 88.888 vàng anh em nhé. Đấy là còn quay trước rồi hay sao, không bạo kích đấy chứ, 21.000 đấy nhé. Cầu nguyện đèn thần thành công 150 cái đấy, chưa hết vòng một rồi anh em. Vòng đầu tiên đã là 299 rồi. Chưa hết vòng 1 rồi anh em. Đó, hai mảnh Scarlet hết vòng 1 anh em nhé. Chính thức hết vòng 1 đến từ lần quay đầu tiên. Đó, là khách may mắn nhận được hai đùi gà siêu cấp anh em, nhìn hết vòng 1 từ 21.000 còn 19.500. Tiếp theo đến vòng 2. Anh em thể nhìn thấy ở vòng thứ hai anh em quay mất 699 ruby anh em nhé. Do cái mặt của mình nó che mất anh em, mất 699 ruby. Mình đã tắt cái mặt của mình đi rồi. Có một phát bạo kích, nhận được hai mảnh Lina, hai mảnh Scarlet đấy anh em nhìn thấy đây, 699 ruby nha anh em nhé. Con số không ít mà không nhiều. May mắn là có thêm một lần bạo kích nữa đây anh em nhìn thấy đúng không. Đây, 699 ruby ở lần vòng quay lần thứ hai nhé, khá may mắn đấy đúng không. Có một lần bạo kích được tận 1.200 gì nhỉ, dầu 1.200 dầu với cả hai mảnh của Scarlet. Đó, 699 anh em nhé, ở vòng quay thứ hai là 699. Phát này ra gì đây, cầu nguyện thành công nhận được 88.000 vàng đúng không anh em. Đổi ra nghĩ đổi 699 đổi lấy được 88.000 vàng. Tiếp theo được cái gì đây, 15 nguyên liệu áp súng, 15 nguyên liệu áp súng. Tiếp theo đây là 10 mảnh Eva, vẫn là đang ở mốc cuối của 699, vòng thứ hai anh em nhé, vòng thứ hai là 699. Đó, phần thưởng quý giá nhận được 10 cuốc đỏ. Đó, anh em nhìn tiếp theo này, đến vòng số 3 con số đã lên là 1.499 rồi. Đến vòng số 3 anh em nhìn này, con số đã lên là 1.499 rồi, rất thốn luôn anh nhá. Còn 15.000 nữa, từ 21.000 còn 15.000, 1.499 vãi thật, con số quá kinh khủng luôn anh ạ. Mà quà này nó không tăng lên đấy anh em nhé, quà nó vẫn thế đâu đúng không, quà này vẫn thế. Đây, 1.200 dầu nhẽ đúng không, nhẽ đến cái vòng 3 này nó phải tăng quà lên để anh em nghe nó phải hợp lý hơn. Hai mảnh Lina đúng không, anh em cứ tính ra ví dụ 1.444, 1.499 kim cương nó tương ứng với bao nhiêu nhỉ. 15 nguyên liệu, 1.499 kim cương
nó tương với tầm khoảng gần gần 400.000 đấy anh em, 400-500.000 một phát quay đấy, đúng không anh em? 1499 là bằng cái mốc, bằng cái mốc 499.000 ở trong gói nạp, từ 1400.000 thì nó phải rơi vào tầm khoảng 500.000 đấy. Mình cứ cho mỗi phát quay này mất tầm khoảng 500.000 đấy anh em, đúng không? Mỗi phát quay này tốn tầm khoảng 500.000 của anh em, lại gần 500.000 đấy, một phát như thế này, đúng không? Một phát như thế này gần 500.000 đấy, anh em cứ hình dung là như vậy nhá. Một phát như thế này là gần 500.000, không giá rẻ đâu anh em. Từ 21.000 kim 21.000 ruby. 21.000 ruby về còn 4.850. Là mất 16k rồi, đúng không anh em? Đấy, 16k đấy. 21.000 mất 16k đấy. Đó, thưởng siêu cấp. Còn 3.300 rồi anh em. 21.000, đây anh em nhìn này. 21.000 mà về còn 3.300 là đô tầm khoảng mất tầm khoảng 18.000 à. Ồ. Anh em thể nhìn thấy đó, 21.000 về còn 3.300, 18.000 đúng không, gần 18.000, 17.000 bao nhiêu đó đúng không, mình không tính phế kiểu này anh em, đấy là còn may mắn bạo kích nhiều nhá. Đó, nó sẽ rơi đâu đó tầm khoảng anh em từ 18.000 trở lên rồi, đúng không? Nó sẽ rơi đâu đó tầm khoảng 18.000 rồi, chứ con số nó không rẻ hơn được đâu anh em. Rồi, và đây là thức tỉnh khẩu holer 5 sao lên anh em nhá. Anh em nhìn này, tăng cấp thuộc tính vũ khí này khi anh em thức tỉnh này, anh em nhìn khi thức tỉnh lên này, tăng cấp thuộc tính vũ khí từ 40% lên 50%, tăng thêm 10% nữa, tấn công từ 326 lên 57.506, lên đâu đó được gần 200 đấy anh em nhé, được không, gần 200. HP không đổi à, HP có đổi anh em nhé, từ 142.380 lên 142.830, nó đổi đâu đó gần 500 điểm nữa anh em, được không? Đầu tiên nhìn tưởng không đổi đúng không, 380 với 830 đó, khi thức tỉnh lên anh em nhìn. Ờ, quá đáng, mình lùi lại anh em, mình lùi lại để xem cái chỉ số chưa thức tỉnh anh em. Đây công của nó là 73.000, à không phải khẩu này, đây công của nó 85.802 anh em nhé, thêm 10% nữa lên 92.000, thêm 10% nữa anh em. Ấy, kỵ sĩ thiên khởi lên 92.105, anh em nhìn thấy kinh khủng không, đẹp không, kỵ sĩ thiên khởi 5 sao rất chất lượng, đến từ vài lớp xù. Đấy, 5 sao quả này nó sọc nó phát thì thốn tận rốn đấy anh em nhé. Đây anh em nhìn thấy gói nạp đây, đúng không? Anh em nhìn thấy, anh em nhìn thấy cái gói nạp đây. Đó, anh em nhìn thấy gói nạp không? 1.300 ruby, mất 499.000, cả phế ở trong này nữa này. Nó trừ đi là mất, anh em sẽ bị mất tầm khoảng 400.000, 1.499 nó rơi tầm khoảng gần 500.000 trong một phát nạp đó. Nó quá thốn để có thể up được, đúng không? Không rẻ đâu anh em. Giá không rẻ một chút nào cả. Giá không rẻ một chút nào, anh em có thể tham khảo. Giá không rẻ nha anh em nhá. Anh em là thích thì có thể chơi. Nói chung cũng nên, anh em xác định chơi lâu dài thì mình nghĩ anh em nên thức tỉnh một khẩu vũ khí chính cho bản thân mình. Ví dụ anh em nào xác định chơi shotgun thì anh em thức tỉnh khẩu holer kỵ sĩ thiên khởi này. Anh em nào chơi eclipse thì thức tỉnh khẩu phán quyết thầm lặng này, còn chơi sáu nòng thì thức tỉnh thợ săn bóng đêm này lên anh em nhá. Nói chung là mình cũng sẽ thức tỉnh một khẩu rồi, chắc chắn là khẩu thợ săn bóng đêm rồi, vì hiện tại mình đang chơi Lina. Nhưng bây giờ ví dụ như ở khẩu S thứ hai, không phải khẩu S thứ hai, khẩu S thứ sáu, vì bây giờ anh em nhìn thấy vũ khí mình có 5 khẩu S mà, mỗi tội là 5 khẩu S này của mình nó chả khẩu đéo, nó trùng khẩu nào rồi anh em. 1 khẩu, 2 khẩu, 3 khẩu, 4 khẩu, 5 khẩu, 5 khẩu S nó không khẩu nào trùng khẩu nào, nó mới AK ấy, đúng không? Không biết đấy khẩu S thứ hai, hy vọng nó trùng vào khẩu không, khẩu S thứ hai chắc chắn là mình sẽ quay vào khẩu Sky Ripper phải lên, nó lên 2 sao nha anh em nhá. Nó hơi bị thọt ở cái chỗ đó. Ra nhiều S nhưng mà không khẩu nào trùng khẩu nào, nhiều khi nó cũng rất là khó chịu. Đúng không anh em? Nhiều khi nó cũng rất là khó chịu nha anh em nhá. Đó, ở đây mình sắp thức tỉnh được khẩu này rồi, 31/40 rồi, sắp thức tỉnh được khẩu này lên bản vẽ thảm họa hóa học rồi anh em. Thức tỉnh khẩu này lên xanh lá. Đúng không? Đó, cho anh em tham khảo nhá, quay mất tầm khoảng bao nhiêu. Dự trù cho anh em để anh em có thể hình dung ra được để chơi nhá. Nào, bây giờ thì chúng ta đến với truy kích thần tốc nào. Làm bán truy kích thần tốc cho nó vui vui. Đội săn robot. Độ khó 12 làm ván được. Chưa đạt yêu cầu thể lực là nào nhỉ? Ờ.
sao lại không, lại bảo là không đạt yêu cầu thể lực là nào anh em, hơi khó hiểu nha. Nhưng mà thôi, chúng ta đi truy kích thần tốc đây anh em này. À, tạo lại năng lực để chiến với con này nha anh em nhá. Sao chép mưa đạn, cái này bắt buộc anh em phải lấy này. Trọng kích này, dũng mãnh này. Lấy dấu bạo kích đi nha. Đánh thẳng điểm yếu này. Đòn cuồng bạo này anh em này, trừ HP này. Tạo mới này anh em. Bạo kích nha anh em nha. Dấu bạo kích. Lên cho bạo kích cho nó hốc người luôn. Tạo mới đi, còn hai phát hai u. Sạc nhanh nhẹ. Ok. Đây, xem thưởng ngon. Má, có mỗi cái cuối xấu rồi mọi người à. Có mỗi cái cuối xấu. Cuối ngon nữa thì ok. Cái cuối ngon nữa thì ok nha anh em nha. Nào, để xem đi qua được cái hải này hay không. Qua rồi kìa, vừa đẹp đúng không, qua vừa đẹp luôn đó. Mẹ có ngon cái là qua luôn cái chương này luôn anh em nhé. Có ngon cái là qua luôn cái chương này, qua luôn cái chương 43, à 44 anh em đó. Alo, đúng rồi, qua chương 44 rồi, chúng ta cùng tiến vào chương 45 này anh em. Cùng tiến vào chương 45 nha anh em nhé. Cùng tiến vào chương 45 nào. Nấp trên. Ôi ôi. Con nào nó làm cho quả mẹ nửa cây máu nghe. Ôi ôi. Vãi thật. Mẹ. Lực thế nhỉ. Lực quá đấy. Áp lực quá đấy anh trai ạ. À, tên lửa truy vết đây, nói chung cái đầu rộng cứ phải hú đèn với tên lửa truy vết này anh em này. Đó là hai hai cái năng lực boost quốc dân để anh em đi ạ. À, đồng như quân nguyền. À,
cày. Má, sợ thật ạ. Chịu rồi, nhìn nó đã không thấy có hy vọng rồi anh em. Nhìn nó đã thấy nó không có hy vọng rồi, đáng sợ thật. Này chơi bời gì đây ta. Ui ôi mẹ, đạn trên đạn dưới ạ, à, lại chúa tôi ạ, à. Vãi, chịu anh em ạ. Chịu thật rồi, chịu thật rồi, đạn trên đạn dưới thì thôi em chịu nha, các anh làm nào làm chứ. Em tạm thời dừng ở đây đã, mới ải đầu thôi mà đã áp lực rồi anh em ạ, mới cái ải đầu thôi mà nó đã áp lực như thế rồi, mới cái ải đầu nó đã áp lực như thế rồi. Hiện tại mình đang ở level 87 nha anh em nhé. Súng chưa mắc rồi, nói chung là khoái quá anh em ạ. Cống hiến quân đoàn trước đã nhanh nhanh. Tại sao mình lại nói cống hiến quân đoàn trước? Vì trong quân đoàn này nó có một cái nhiệm vụ cống hiến cái mảnh súng xanh này, xong lúc tí lại không có ở đâu cả nên là phải cống hiến trước anh em nhé. Sau đó thì chúng ta mới áp súng, tăng cấp lên đó. Từ 39.000 đến 990 HP cũng lên anh em. Không mắc nổi đâu, kinh quá. Kinh quá anh em ạ. Mời nhiệm vụ hợp tác là nào đây? Hợp tác gì đây? Vị chỉ huy khác nhận rồi. Ok đây anh em ơi, clip này mình xin phép được tạm dừng lại đây thôi nha anh em nhé. Đó, clip này nói về cái vấn đề quay súng thôi. Anh em nào thích thì cứ xúc thôi. Anh em nào thích thì cứ quay súng thôi, đúng không? Mà chắc chắn rồi, vũ khí thế mà không quay thì nó phí. Mình còn cái shop thì trong này mình chưa mua nhỉ. Mình nhớ mình còn một cái gì đó mình chưa mua ở trong cái shop này. Còn mình còn chưa mua cuốc. Đây, châu bó tâm nguyện ngon. Ô mẹ vừa bảo chưa mua cuốc, vừa bảo chưa mua cuốc cái có cuốc luôn đấy, ngon thật. Vừa bảo chưa mua cuốc cái có cuốc luôn anh em ạ. Đâu nhỉ, chưa mua cuốc à, có cuốc luôn. Kho báu tự chọn, kho báu tự chọn này thì vũ khí đặc biệt. Chưa đến lượt mình quay nha ạ. Chắc chắn là vũ khí sử thi. Bao giờ mới có tự chọn đấy nhỉ? Lag à? Đây anh em. Nào vẫn chưa hết cái cuốc này nữa. Cuốc này còn chưa hết cơ anh em. Cuốc này còn chưa hết cơ. Có bóng nhân vật này. Đó, rồi, ok đây. Bye bye, hẹn gặp lại anh em clip tiếp theo nha. Siêu ghê. Đấy, anh em mà thích quay vũ khí huyền thoại thì quay. Thức tỉnh vũ khí huyền thoại thì thức. Nó rơi tầm khoảng 18k, nó dùng nó rơi tầm khoảng 6 7 triệu đó anh em, chả rẻ hơn đâu. Nha, bye bye, hẹn gặp lại anh em clip tiếp theo. Siêu ghê.